Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong không khí ấm áp của phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hôm nay, chúng tôi đã có dịp gặp lại bà Nguyễn Thị Dung, một bệnh nhân ung thư vú đến từ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bà Nguyễn Thị Dung đã trải qua một hành trình khó khăn đầy xúc động. Và sự trở lại của bà Nguyễn Thị Dung không chỉ mang lại niềm vui mà còn là một bài học về lòng kiên trì và sức mạnh của tình yêu thương. Bà Dung được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú cách đây một thời gian. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Dung cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tuy nhiên, với sự động viên từ gia đình, bạn bè, bà Nguyễn Thị Dung đã quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ vào sự tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và những phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư, tình trạng của bà Nguyễn Thị Dung đã cải thiện đáng kể. Bà không chỉ vượt qua những cơn đau đớn mà còn cảm nhận được sự yêu thương và sự động viên từ những người xung quanh. Kết quả hỗ trợ điều trị tích cực đã giúp bà Nguyễn Thị Dung trở về với gia đình, tái ngộ với những người yêu thương trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hôm nay bà Nguyễn Thị Dung trở lại phòng khám không chỉ để gặp lại các thầy thuốc mà còn để tạ ơn những người đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Dung trong suốt hành trình chữa bệnh. Dạ, kính thưa cô bác, anh chị, kính thưa quý vị, thì hôm nay có cô Nguyễn Thị Dung quê ở Tiền Giang đã được ra phòng khám hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ngày 2 tháng 7, cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Nay là 3 tháng cô xuống đây để thăm lại các thầy và phòng khám. Thì bởi vì cô đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị cho nên các thầy cũng hứa với các bệnh nhân, nếu là bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị là đã tuân thủ theo đúng phác đồ và tin tưởng vào cái phương pháp này, cho nên các cô các chú rất là quý cái phương pháp này, cho nên để đáp lại cái tình cảm đó, các thầy sẽ tặng cho cô Nguyễn Thị Dung một quyển sách về công nghệ của cha để làm kỷ niệm. Ở đây tụi con tặng cô quyển sách thì tụi con cũng mới in lại thôi. Tái bản lại cái quyển sách này làm kỷ niệm. Dạ. Đó. Mình khỏe rồi mình lan tỏa cái phương pháp của cha tới mọi người, để những bệnh nhân ung thư mà có nhu cầu tới phòng khám thì tụi con sẽ giúp. Mà cũng qua cuốn sách này cũng cô cũng sẽ giới thiệu cho họ hiểu thêm về cái phương pháp của cha. Nha cô. Cô xin gửi tặng cô nha. Cảm ơn. Rồi. Mà như về dưới mình ăn rau ăn đồ thêm á, dạ, thì nó nhiều hơn nấu cháo có 3.5 lít à. Cô Dung đây ăn uống rất là tuân thủ theo phác đồ và cô ăn rất là kỹ lưỡng. Mới về thì ăn cũng 4 lít, dạ. Cái sao nói thôi anh ơi, nấu 3.5 lít thôi, nấu 4 lít thì mình ăn rau củ quả đồ ở dưới có. Khi cô khỏe rồi thì cô có thể cô ăn thêm rau củ quả rồi nấm đậu hạt, mình ăn để mình có thêm sức khỏe. Có xay đậu đồ đặng nấu đặng ăn đó. Vậy hả? Đậu đen đậu đỏ thì đậu này đậu kia cũng nhiều thứ đậu. Bà Nguyễn Thị Dung mang theo hương hoa tươi thắm và những trái cây ngọt ngào như một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Những món quà này không chỉ biểu hiện là sự cảm kích mà còn là minh chứng cho cuộc sống mà bà Nguyễn Thị Dung đã có được. Bà Nguyễn Thị Dung chia sẻ, tôi cảm thấy mình như được sống lại. Tôi đã tìm thấy sức mạnh từ gia đình, từ những lời động viên của các thầy thuốc. Họ không chỉ chữa bệnh cho tôi mà còn giúp tôi tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh những lời cảm ơn, bà Nguyễn Thị Dung cũng không quên cầu nguyện. Cố linh mục, nhà nghiên cứu cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, người đã sáng lập phòng khám, bà cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong từng khoảnh khắc của hành trình chữa bệnh. Những giá trị mà Ngài đã
đã để lại đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho bà Nguyễn Thị Dung và nhiều bệnh nhân khác. Cuộc gặp gỡ với bà Nguyễn Thị Dung không chỉ là một dịp để ôn lại những kỷ niệm đẹp mà còn để minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng kiên trì và tình yêu thương. Chúng tôi tin rằng với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Từ Ngữ Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nhiều bệnh nhân ung thư khác sẽ có những hành trình chữa bệnh lành tương tự. Bà Nguyễn Thị Dung là một nguồn cảm hứng nhắc nhở chúng ta rằng dù trong cuộc sống có khó khăn đến đâu, niềm tin và sự hỗ trợ chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Xin trân trọng. Dạ thưa cô, cô có thể cho biết mình họ tên gì, đến từ đâu? Nguyễn Thị Dung, ấp Hội xã Tân Điền, Hồ Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thưa cô có thể cho biết mình trị bệnh ở đây thời gian bao lâu, rồi đến thời điểm này mình xuất hiện với chúng mình về nhà bao lâu rồi, và cái căn bệnh từ lúc mà mình về nhà tới giờ là nó có biểu hiện như thế nào nữa không? Trị lên đây trị là 3 tháng. 3 tháng thầy căn bệnh là ung thư vú. Thì lên trị 3 tháng thầy cho về Hòa Hảo khám tổng quát, khám lên thầy coi máu thì thầy ra ổn, thầy cho xuất viện. Tới ngày 2 tháng 7 đó là sinh nhật cha, là xuất viện về. Xuất viện về này là còn mấy bữa nữa là 3 tháng. Lên đây thắp nhang cho cha, xin chân thuốc về uống thêm. Trong cái thời gian gần 3 tháng đó, cô thấy cái tình hình như ăn uống ngủ nghỉ sức khỏe là như thế nào? 3 tháng là về dưới quê đó hả? Nó cũng bình thường, nó như là cái này thì nó không có còn đau nữa, mà nó như hai bữa nay là như bị trúng gió hay gì, nó nhức cái vai. Chứ nó cũng không có nhức cái vai. Rồi bà có đến bà chị bà ấy dùng cái vai rồi nó hết rồi. Qua nay nó khỏe. Rồi cái thời gian mà cô hỗ trợ điều trị bệnh ung thư tại đây nè, cô có thể nhận định rằng là các thầy ở đây tinh thần phục vụ như thế nào không? Thấy các thầy ở đây thì cũng vui vẻ, tận tình giúp đỡ cho bệnh nhân, cũng cảm ơn các thầy. Hỏi gì thì thầy cũng chỉ dẫn vậy cho mình về mình ăn uống theo pháp đồ của cha đó. Rồi từ cái ngày mà cô về nhà tới giờ là cô ăn uống thì sao, theo có theo các thầy không? Dạ có, thì như về nhà thì cũng ăn uống đồ thì cháo đồ cũng như các thầy trên đây chỉ dẫn về, mình nhớ cái pháp đồ đó, mình đừng có là ăn động vật, uống sữa động vật đồ vô là không có được. Thì cũng theo pháp đồ của thầy chỉ dẫn, cho nên là cũng sức khỏe cũng bình thường, nó không có gì trở ngại, nó không có còn đau đớn. Cô có thể chia sẻ những cái người thân của mình á, sau khi mà cô ở đây cô về nhà, rồi người thân cô đối có vui mừng như thế nào? Còn về thì ở người thân thì cũng mừng rỡ, tại chiều bữa nào cũng lại chơi, rồi thấy về ai cũng chạy lại xách đồ vô phụ, thì nhà mấy đứa nhỏ đi mần đó thì cũng dọn đồ phụ trong nhà rồi. Rồi hôm nay cô trở lại đây, cô thấy cảm thấy như thế nào? Thấy thì như mừng rỡ, trở lại đây đốt mua trái cây được cúng cha, để đốt nhang cho cha, xin thuốc thêm về uống. Cuối cùng thì cũng lại đây cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân rồi là giúp đỡ cho trong phòng khám được an khang nhiều, thì cũng mừng với cảm ơn mấy thầy. Thank you.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Thank you.
Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.